Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tải game 234 Player Mini Game trên PC với phần mềm giả lập nha. Đầu tiên thì các bạn click vào link trong phần mô tả. Mình có để link sẵn ở trong phần mô tả hoặc trong phần bình luận, các bạn cứ click vào. Sau đấy nó sẽ chuyển các bạn sang trong web này. Các bạn click vào tải LD Player này giúp mình nha. Click vào, sau đấy các bạn nhấn đích vào file mà mình vừa tải để tiến hành mở nó lên và cài đặt nha. Đây nè, các bạn chọn vào cài đặt nhanh để tiến hành cài đặt lấy máy tính nha. Sau khi cài xong thì các bạn mở phần mềm giả lập này lên nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt nó đi vì mình đã cài rồi, mình sẽ mở lên cho các bạn xem luôn. Khi mà mở lên các bạn sẽ thấy nó có một giao diện như thế này này. Đây. Các bạn click vào phần Setting App, chọn Play Store CH Play nha, cái biểu tượng này giúp mình. Sau đấy các bạn đăng nhập tài khoản Google Gmail của các bạn vào nha. Sau khi đăng nhập vào xong thì nó sẽ có một giao diện nó như thế này đây. Đây. Đang lướt cho các bạn xem luôn. Tiếp theo các bạn bấm vào ô tìm kiếm, chọn 234 player này, kéo xuống đây cái game này đây, click vào đây các bạn có thể thấy. Và bây giờ các bạn chưa chơi được game đâu nha, các bạn cần phải cài đặt nó nữa và cài đặt nhanh à, tầm vài giây, lâu lắm thì 1 phút 2 phút là xong. Mà bạn click vào nút install hoặc là nút cài đặt chỗ này nha, click vào và các bạn đợi một tí. Em xem game này, game này khá là nhẹ, có 40.26 MB, tải vài phát là xong này. Đây xong rồi đây, và bây giờ các bạn có thể mở lên và tiến hành chơi nha. Sẽ mở click vào mở luôn, xem game này có gì thú vị nha. Xác nhận một player hai mà một player này. Game bắn xe tăng các bạn, game bắn xe tăng các bạn ơi. Nhân vật của mình đây đâu đó, nó tự chơi thế này. Cái này hướng dẫn cho mình chơi hả ta? Sao thằng đỏ đỏ này nó quay hồi vậy? Ủa, mình chưa biết cách chơi cái game này bạn. Thằng đỏ đỏ là mình là thằng đỏ đỏ, mình sẽ bắn hả ta? Mình đợi cho nó, mình mà không bắn là đạn nó sẽ hồi phục tay nha các bạn. À mình hiểu rồi, chút mình mặc đây. Sao mình di chuyển người ta, sao mình đứng ngoài như này vậy? Đù chỉ này là chết thằng màu xanh này. Mình sẽ đợi cho đạn nó hồi phục lên. Mình hiểu hiểu rồi các bạn ơi. Nhưng mình sẽ di chuyển nè. Di chuyển cho ta. Mà nó quay này, nó không có di chuyển cho mình nhỉ. Mắt con này sẽ dễ chết lắm nè. Đáng bắn mà đạn ra nhanh quá là nó sẽ hết, phải đợi cho đạn nó hồi phục. Ngày dài bao giờ mới giết được thằng này dài, không giết kiếm được cái này to này nhỉ. Ấy chết mày nhá, xin nhờ bắn đúng rồi các bạn. Mới vào chơi nên mình chưa rõ game này nó chơi gì. Em là bắn xe tăng đấy mà. Giờ mình sẽ di chuyển gì đời. Đấy, nổ rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Ai thôi mình kích này nè. Sao mình di chuyển không được gì. Giờ mình sẽ chơi thử rồi trò khác nha.
Em có cái trò gì không nhỉ? Cái này là trò gì ta? Trò bóng đá à? Bỏ chơi luôn à? Hai. Trong dĩ kiến thằng đỏ đỏ này không được nhỉ? Thằng dĩ kiến không được sao chơi trời. Chơi. Ê, mày chạy đâu vậy? Ai sẽ chết thua rồi. Ôi trời, một đều rồi các bạn ơi. Cái này dễ thua lắm nha. Nhưng mà xong à. Mình điều khiển nó khó thế đó các bạn nhỉ. Dìu không thành đây. À sẽ đợi cho nhân vật này nó say này. Bao giờ nó bao giờ vậy vậy. Giỡn mình các bạn. Nhân vật này nó say theo cái hướng mình chỉ cần chạm ấy vào. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ xin nó vào rồi. Trời ơi, mà mình mà canh chuẩn một tí nữa là giờ à xích nó vào. Vào rồi. Trời tuyệt vời luôn các bạn ơi. Còn mấy giây nữa hết giờ rồi, mình win rồi. Rồi trời, trò này đơn giản. À, mình hiểu là cái nhân vật của mình nó sai mà lần mình nhắn di chuyển là nó sẽ di chuyển theo hướng mà nó đang sai. À, giờ mình sẽ thử chơi thằng mới nha. Gì đây nữa? Mấy game bắn gà rồi à? Game này nãy mà. Bị tiêu à? Giỡn hả bạn?